quay Vĩnh Thông nha các bạn, góc ngã tư Phan Văn Trị, phường Hữu Nghĩa, quận 5 nha các bạn. Ồ, nhìn hấp dẫn không? Mời cả nhà cùng xem màn chặt của các cầu thủ nha ở Vĩnh Thông nha. Không bố.
số sầu đời gì. Để cháu kêu mà làm biết em nữa năm nào cũng em vô kìa để cho em ăn. Chưa được tâm chặt ra sao.
con hay như nào? Dạ có nửa con, có nửa con nữa. Nhiều một con đấy hay là? Dạ 340 con. 340 con. Bên đó tiêu bên này thường. Bên đó tiêu bên này thường nhưng mà bằng giá. Con nữa, cái đó con, một con thêm nữa con nữa các bạn. Hai bộ trắng đúng không? Sao vậy? Dạ. Con nó tiêu hả? Bên kia là con nửa luôn á, nửa tiêu luôn á. Cái này là tiêu không? Tiêu hết á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.